giải phóng mặt bằng luôn được coi là vấn đề khó, phức tạp, nhất là đối với địa bàn trung tâm. Nhưng với quyết tâm chính trị, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thành ủy Hà Giang, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của Ủy ban nhân dân thành phố, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ, chung tay của nhân dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 2 đoạn từ km 285+995 đến cầu Mè và xây dựng cầu mới nối quốc lộ 2 với đường vành đai phía Nam thành phố là một trong những công trình trọng điểm triển khai. Công trình này ảnh hưởng đến 121 hộ dân với số đất phải thu hồi là trên 44.000 m2. Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, thành phố đã triển khai các bước theo đúng quy định. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục được đặt lên hàng đầu. Là một hộ dân sống bám mặt đường quốc lộ 2, khu vực được coi là đất vàng đầu cửa ngõ thành phố, nhưng khi được các cấp, đoàn thể của xã, thành phố đến tuyên truyền, vận động, nói rõ chủ trương, lợi ích khi nâng cấp mở rộng quốc lộ 2, ông Nguyễn Chính Quyền đã bàn giao 28,5 m² đất trước cửa nhà mình. Cái gì hữu ích, lợi ích chung cho toàn dân, thì mỗi người dân ta phải có một sự nhường nhịn và phải có một chút hy sinh. Nếu không có, thì cơ quan nhà nước và cán bộ nhà nước khó đạt được yêu cầu, sở hữu muốn của dự án, kể cả cái dự án này. Cũng nằm trong diện phải di rời nhà ở để bàn giao lại cho nhà nước thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 2, gia đình bà Nguyễn Thị Thọ có tổng số trên 700 m² đất ở vị trí ngã ba cầu Mè. Đây là vị trí rất có giá trị, thuận tiện để kinh doanh, buôn bán. Theo quyết định thu hồi thì gia đình bà phải bàn giao 585 m², bám mặt đường gần 30 m. Ban đầu gia đình bà cũng chưa đồng ý ngay do giá đền bù và cấp đất tái định cư chưa thỏa đáng. Nhưng với phương châm mưa dầm thấm lâu, qua nhiều lần tuyên truyền, thuyết phục của thành phố, xã, thôn, gia đình bà đã đồng ý bàn giao phần diện tích đất thu hồi cho nhà nước. Bây giờ vào làm con đường mới bây giờ là bà ủng hộ nhà nước. Có nghĩa là bà cũng muốn là đường to, đường đẹp để cho dân chúng đi lại làm ăn cho nó dễ. Đa số thì các hộ đã đồng tình ủng hộ, nhất là các đồng chí đảng viên lão thành và các hộ gia đình tiêu biểu cũng đã chấp hành chủ trương của nhà nước để thực hiện dự án. Một trong những công trình trọng điểm sẽ làm thay đổi cảnh quan của thành phố trong những năm tới đó là dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố. Dự án thu hồi trên 16.640 m² đất của 13 hộ dân trên địa bàn của hai phường là Nguyễn Trãi và Minh Khai. Riêng đối với phường Nguyễn Trãi có 8 hộ bị ảnh hưởng, trong quá trình thực hiện có 2 hộ chưa đồng tình. Đặc biệt đối với 520 m² đất nhà nước cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng công trình giao thông Thái Hà thuê gặp nhiều vướng mắc. Nhưng với nhiều cách tuyên truyền vận động, đến nay tất cả các hộ và công ty đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Khi hoàn thành cái đập dâng nước này thì riêng cái lợi thế của bà con ở trên tổ 18 này thì nó tạo được cái cảnh quan đầu tiên trong cái địa bàn bước vào cửa ngõ của thành phố Hà Giang và cũng là thành một cái điểm nhấn để sau này cho tạo cái sinh kế cho bà con để phát triển cái đời sống gia đình. Có thể khẳng định yếu tố quyết định thành công trong đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Giang trong thời gian qua chính là nhờ công khai, minh bạch để người dân hiểu rõ các chủ trương, quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước, nắm bắt nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời xử lý, giải quyết và tháo gỡ khó khăn, đặt quyền lợi, lợi ích của người dân lên hàng đầu.